Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương tham dự lễ công bố quyết định thành lập Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế và quyết định điều động bổ nhiệm cán bộ của Ban và Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế. Cùng tham dự có các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình và Phan Quý Phương. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế được quyết định thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và Ban Quản lý Khu vực Phát triển Đô thị tỉnh. Quyết định thành lập có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2022. Trên cơ sở hợp nhất hai đơn vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định điều động ông Hà Xuân Hậu, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh để nhận công tác tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc. Điều động ông Nguyễn Trần Nhật Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu vực Phát triển Đô thị tỉnh và ông Đặng Quang Ngọc, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh để nhận công tác tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc. Ông Huỳnh Minh Khang, Giám đốc Ban Quản lý Khu vực Phát triển Đô thị tỉnh để nhận công tác tại Sở Xây dựng và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh có vai trò quan trọng trong việc giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ quản lý đầu tư phát triển đô thị, giám sát quá trình đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch, kết nối hạ tầng kỹ thuật giữa các dự án trong giai đoạn đầu tư xây dựng. Sau khi thành lập, Ban cần phát huy tốt vai trò là chủ các dự án sử dụng vốn đầu tư công và các nguồn vốn khác để đầu tư xây dựng, vận hành, quản lý các công trình có hiệu quả. Chủ tịch Nguyễn Văn Phương đề nghị những người được điều động bổ nhiệm trong lần này tiếp tục nỗ lực cùng với tập thể cán bộ công chức viên chức, lãnh đạo đơn vị, đoàn kết, tập trung trí tuệ sức lực của tập thể, cố gắng khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà lãnh đạo tỉnh giao.